Chào mừng mọi người đến kênh YouTube của Survey City. Mình là Đức MC. Thì trong khoảng thời gian gần đây, như các bạn đã biết ấy, nhà sản xuất Microsoft đã cho ra mắt chiếc máy mới nhất hiện tại, và chính là Survey Pro 8. Thì nếu mà như các bạn đã tìm hiểu về Pro 8 thì các bạn cũng đã biết, để sở hữu được một chiếc Pro 8 mà bản base là i5 8 và bộ nhớ trong là 128 thì tối thiểu các bạn cũng phải bỏ ra một tầm giá là khoảng hơn 30 triệu. Thì các bạn, rất nhiều khách hàng dạo gần đây đã inbox cho mình inbox riêng và đặt ra những câu hỏi cho mình, đó là trong khoảng tầm giá 10 triệu dưới 10 triệu thì có thể sở hữu một chiếc laptop Surface nào hay không để tiết kiệm được chi phí, tại vì không phải ai cũng có thể bỏ ra được một khoản tài chính rất lớn, đó là khoảng tầm 30 triệu để sở hữu một chiếc Pro 8. Thì ngày hôm nay mình có hai câu trả lời dành đến cho các bạn, đó chính là một chiếc Pro 3 và một chiếc Surface Go mình đang có ở đây. Surface Pro 3 thì được ra mắt năm 2015, còn Surface Go thì được ra mắt vào năm 2018. Tuy vậy thì theo mình đánh giá, theo cảm nhận của mình nhé, thì mình cảm thấy đây là một thiết kế rất còn đáng để mua. Tại vì nếu mà không quá khi nói Pro 3 là một thiết kế khởi đầu và một gọi là cái kém cảm hứng, nguồn cảm hứng để có được một chiếc Pro 8 như bây giờ. Đó là một thiết kế độc lạ, được tích hợp giữa hai chức năng, vừa là laptop này, vừa là tablet này. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì Pro 3 được thiết kế nguyên khối từ màn hình đến mặt sau, thì là nguyên khối của kim loại 3C này. Do được thiết kế mỏng, nhẹ, gọn như này để thuận tiện cho việc mang lại, thì là sản xuất Microsoft đã phải rút gọn đi rất nhiều thứ, và một trong số đó chính là cổng kết nối. Trên Surface Pro 3 hiện tại thì chỉ có tổng tất cả là có 4 cổng kết nối, một cổng USB và một cổng mini DisplayPort để xuất ra màn hình, cũng không cổng HDMI luôn. Ở dưới, phần bên dưới đó chính là cổng sạc Surface Connect. Bên tay trái mình đó chính là cổng kết nối jack 3.5, và như phía trên thì gồm có khe tản nhiệt và phím nguồn. Bên cùng với bên tay trái của jack 3.5 là gồm có nút tăng và giảm âm lượng. Về phần thiết kế mặt sau thì theo mình đánh giá, bản lề của Microsoft đã được nâng cấp rất nhiều so với mẫu Surface 3 trước đây. Bản lề các bạn có thể mở ra thoải mái này, các bạn đặt xuống bàn làm việc, sử dụng bút hay là thao tác tay rất là ok luôn. Về quay lại mặt trước thì các bạn có thể thấy đây là một màn hình có độ có tỷ lệ là 3:2. Độ phân giải của Surface Pro 3 thì là 2K 2160x1440. Với tỷ lệ màn hình như này, tỷ lệ 3:2 thì theo mình đánh giá ấy, đối với những cái bạn những bạn dùng cho thiết kế đồ họa hay là có thể là văn phòng thì đều có một trải nghiệm cực kỳ tốt trên tỷ lệ màn hình 3:2. Về màn hình thì các bạn được sở hữu trong tầm giá dưới 10 triệu, cụ thể là 8,5 triệu, thì các bạn đã sở hữu được một chiếc máy có màn hình 2K, ngoài ra còn có touch cảm ứng trên màn hình luôn. Tỷ lệ màn hình 2K như này, các bạn nếu mà trải nghiệm trên giải trí, trên YouTube hay là Netflix hay là bất kỳ ứng dụng gì trải nghiệm trên màn hình thì mình thấy rất là ok, tại vì màn hình 2K hiển thị cực kỳ sắc nét luôn. Về phần trên màn hình thì như các bạn đã thấy, hai bên ấy thì sẽ có hai dải loa, có thể coi như là loa kép luôn. Theo mình cảm nhận thì hai loa này đối với mình trải nghiệm thì mình thấy là khá ok thôi, chứ không phải là tuyệt vời. Nhưng mà có, như mọi người đã biết, có hay còn không, thực chất là loa kép của Surface theo mình đánh giá là rất là ok đối với trải nghiệm của cá nhân mình. Ở trên màn hình thì phía trên, góc trên thì đó là chính là tích hợp camera trước của máy. Các bạn có thể quay được video lên tới HD, độ phân giải là 720. Và phía sau của máy cũng có tích hợp một camera sau. Rất là nói chung là ở trong cái trong năm 2015 mà có một chiếc máy thiết kế như này, mình thấy là cực kỳ độc và lạ của nhà sản xuất Microsoft. Cho đến bây giờ, thời điểm hiện tại, rất không có nhiều hãng có thể làm được thiết kế như vậy. Bây giờ mình sẽ đặt chiếc Pro 3 qua một bên này. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn là chiếc Surface Go trong khoảng tầm giá ngang với Pro 3 luôn. Mình quên nhá, vừa nãy mình chưa nói đến cấu hình của Pro 3 này. Tầm giá 8,5 triệu thì các bạn có thể mua được một chiếc Pro 3 cấu hình là i5 thế hệ 4 và kèm theo đó RAM 8, bộ nhớ trong là 128 nhá. Còn chiếc Surface Go mình đang có trên tay ở đây thì cấu hình nó sẽ không được bằng Pro 3, nhưng mà nó sẽ có nhiều điểm lợi thế hơn. Cấu hình của Go 1 thì chỉ là chip Pentium thôi, RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB thôi, rất là hạn chế. Nhưng mà đối với những bạn chỉ dùng tác vụ văn phòng thôi thì mình
đấy là rất là ok. 64GB không phải là quá ít. Đây, đi vào thiết kế nhá. Thiết kế của Go thì mình thấy là nó cũng học hỏi từ Pro 3 khá là nhiều. Nếu không muốn nói là kiểu nâng cấp thẳng lên từ Pro 3 thì cũng có một thiết kế nguyên khối kim loại magie, nhưng mà như các bạn thấy nút nguồn của Pro 3 sẽ bên tay trái đúng không? Thì bây giờ đã được chuyển lên trên, đặt cạnh với nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng. Mình xin lỗi nhá. Nút tăng giảm âm lượng đã được chuyển từ bên phía bên tay trái này, chuyển lên trên này, đi đặt cạnh với nút nguồn luôn. Về bên tay phải, về cổng kết nối thì vẫn là jack mà tai nghe 3.5 được chuyển sang bên tay phải này. Cổng sạc và cổng Sway connector để kết nối phím này. Nhưng mà một cái mình thấy khá bất tiện do nhà sản xuất đã cắt đi, đó chính là cổng USB 3.0, mà thay thế vào đó là một cổng Type-C. Thực chất là nếu mà ở trên thị trường hiện nay ấy, để các bạn chuyển từ Type-C sang USB hoặc là bất cứ một cổng nào khác, cổng kết nối ví dụ chuyển từ Type-C sang HDMI hay là VGA thì rất là nhiều trên thị trường, không khó để tìm. Về màn hình thì màn hình của Go sẽ kém hơn so với Pro 3 một chút. Màn hình của Go thì chỉ có độ phân giải là Full HD thôi, 1920x1080. Cũng vẫn có tốt, vẫn có Spy Touch cảm ứng giống như trên Pro 3. Về tỷ lệ thì vẫn là 32, nhưng mà màn hình của CV Go chỉ là 10.5 inch thôi các bạn nhé. 10.3 inch, mình xin lỗi. Còn trên Spy Pro 3 thì là 12.3 inch. Đó là sự khác biệt giữa hai màn hình, giữa hai máy. Còn về loa và camera thì gần như là được giữ nguyên so với dòng Pro 3. Vẫn là loa kép hai bên này, camera trước này, camera sau này. Nhưng mà camera của Go thì theo mình đánh giá thì nhỉnh hơn so với Pro 3. Khi các bạn sử dụng thì các bạn có quay phim, chụp ảnh thì nó cũng có độ sắc nét hơn nhiều so với Pro 3. Về phần bản lề thì như các bạn thấy này, nó cũng gập mở được như Pro 3, nhưng mà độ mở của Surface Go sẽ có thể thấp hơn, đặt sát so với mặt bàn hơn là so với Pro 3. Đây, như các bạn có thể thấy thao tác tay hoặc là cảm ứng hoặc là dùng bút. Ở đây mình cũng đang có bút của bút dùng cho hai dòng luôn, rất là ok nhá. Các bạn gập mở thoải mái bản lề này. Đấy, lên xuống mở thoải mái hẳn ra, các bạn trải nghiệm bút rất là ok luôn rồi. Sau khi nói về cả hai con máy rồi thì bây giờ mình sẽ thêm một phần, đó chính là không thể thiếu. Nói chung là đã gọi là một chiếc laptop 2 trong 1 mà, vừa là tablet vừa là laptop mà, thì không thể thiếu được bàn phím. Đây là bàn phím hay còn gọi là tie cover của Surface. Thì bàn phím của Go và Pro 3 thì gần như mình thấy hai thiết kế gần như không khác nhau ở mấy. Trên Pro 3 thì bàn phím sẽ là bàn phím dẹp. Đây, như các bạn có thể thấy nhá, trên Pro 3 này là bàn phím dẹp, còn trên Surface Go sẽ là bàn phím nổi. Về cảm nhận gõ phím trên cả hai máy thì theo như cá nhân mình thôi nhá, thì mình đánh giá Surface Go sẽ là có cho trải nghiệm tốt hơn về gõ phím. Tại vì trên Surface Go là bàn phím nổi mà, nên trải nghiệm về phím bao giờ cũng hơn so với bàn phím dẹp trên Pro 3. Còn chung quy lại thì theo như mình đánh giá, mà để có một chiếc máy trong vòng gọi là 8.5 triệu mà các bạn sở hữu được một chiếc máy mà có màn hình 2K này, thêm cả cảm ứng trên màn hình, mà cấu hình thì lại rất là ok, rất là không phải là yếu nhé. Theo mình đánh giá không phải là yếu đối với tất cả những người dùng văn phòng hay là giải trí tác vụ nhẹ, không phải là quá nặng như kiểu thiết kế hay là edit video, thì hai con máy đấy đáp ứng rất là tốt. Về gọi là ngoại hình thì đấy, như các bạn có thể thấy cả hai mẫu đều rất là nhỏ gọn, mang đi các bạn có thể ngồi quán cà phê, mang đi du lịch, mang đi công tác rất là tiện. Có rất nhiều bạn cũng thắc mắc với mình rằng kiểu Pro 3 và Go ra mắt đã lâu như vậy và trong khoảng tầm giá loanh quanh 8 triệu như vậy thì thời lượng pin của cả hai máy thì có ok hay không, có tốt hay không, thì mình cũng giải đáp cho mọi người luôn là Pro 3 thì sở hữu một viên pin lên tới 42.000 mAh, còn Surface Go thì là 26.000 mAh. Có một viên pin lên tới 42.000 mAh như vậy thì đối với một tác vụ văn phòng hoặc là giải trí đối với mọi người trong vòng một ngày thì là rất là ổn, rất là ok luôn. Còn bên phía Surface Go viên pin chỉ là 26.000 mAh thôi, nhưng mà đổi lại thì máy đấy nhỏ gọn, chia sở hữu một chip Pentium rất là mát máy, nên thời lượng pin sẽ có phần là có thể là nhỉnh hơn so với Pro 3. Trên Pro 3 là màn hình 2K mà, thì sẽ tiêu tốn gọi là năng lượng của máy nhiều hơn. Và một lợi thế nữa của hai dòng Surface ở đây đó là do là màn hình cảm ứng, nên có thể sử dụng được tất cả
những loại pen của Surface, cho dù là pen 3, pen 4, pen 5. Gần mới đây nhất là pen năm 2020 mới được ra mắt, mới được ra mắt năm ngoái thì đều sử dụng được hết. Ngoài ra, ngoài việc có thể cảm ứng trên màn hình bằng pen này, thì các bạn có thể vào phần setting có thể set up các chức năng của pen, ví dụ như sử dụng phần đầu pen này, sử dụng phần ngòi, có thể các bạn có thể set up nhiều chức năng so đối với nhu cầu của bạn, đối với sở thích của bạn. Như lúc đầu mình chia sẻ với mọi người ấy, thì là 8,5 triệu các bạn đã có thể sở hữu được cả hai mẫu máy này bên Surface City bọn mình. Thì vậy 8,5 triệu các bạn có những gì? Các bạn có ở đây là có máy, phím, sạc, tất cả đều là phụ kiện chính hãng đã kèm theo. Ngoài ra thì bên mình có rất nhiều quà tặng đi kèm khi bạn mua máy bên mình. Vừa rồi là tất cả những gì mình biết về cả hai mẫu Surface này. Nếu các bạn có những thắc mắc hoặc là những vấn đề gì cần mình giải đáp thì hãy để dưới comment, mình sẽ trả lời tất cả mọi người. Thì ngoài ra ở dưới phần mô tả mình có để là link nhóm Facebook và fanpage cá nhân của mình. Thì các bạn có thể join vào nhóm Facebook để có thể đưa ra những trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả mọi người về kiến thức Surface. Và các bạn hãy like, subscribe kênh của mình để mình có thể có động lực để ra những video mới, để làm review cho mọi người này, có thể giới thiệu cho mọi người những mẫu máy tốt hơn, ổn hơn và có thể trong khoảng những cái tầm giá khác so với hai mẫu máy ngày hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye.